Ok, what's up anh em, xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom Quick Review. Và như anh em đã biết đấy thì SteelSeries là một trong những hãng làm gear được rất là nhiều yêu mến. Bởi vì những cái dòng gear mang tính có skin của họ, đó, những cái skin CSGO. Và chúng ta sẽ có ở đây một chiếc sản phẩm như vậy, và chính là SteelSeries Prime Neo Noir Edition. Đây là một phiên bản giới hạn anh em nhé, Limited Edition. Và anh em nên mua nhanh lên trước khi hết hàng. Rồi, và với mức giá 1.719.000 thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc chuột gì? Chúng ta sẽ cùng xem nó như nào nhé. Ok, vậy thì trong hộp của chiếc chuột này chúng ta sẽ nhận được gì? Đầu tiên đó chính là chiếc chuột, tất nhiên rồi. Và tiếp theo đó chúng ta sẽ có đó chính là dây nối rời của nó. Và sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng. Nhưng mà chúng ta hãy cùng tập trung vào chiếc chuột nhé. Vậy thì SteelSeries Prime là một chiếc chuột có cái kích cỡ trung bình này, có dáng là không thể học và dành cho người thuận bên tay phải. Và chiếc chuột này thì chỉ nặng có 69g mà thôi, dạ vâng. Một mức cân nặng là 69g. Với một dáng cầm như này thực sự rất rất là thoải mái. Tại sao nó lại dành cho người tay phải? Đơn giản tại vì là nếu mà anh em nhìn thấy thì cái khu vực mà nằm dưới cái đốt ngón trỏ này thì nó sẽ nghiêng rất là cao lên, dẫn tới một cái dáng gầm là hơi chéo về hướng bên phải một chút, hơi chéo xuống hướng bên phải để anh em nhìn thấy đây. Và nó là một cái dáng cầm rất là tự nhiên đối với tay của một con người. Và phía bên tay hông bên tay phải đây sẽ có đầy đủ chỗ để cho anh em có thể nghỉ ngơi cái ngón út và ngón áp út nữa. Thế nên là khi mình cầm cảm thấy rất là ok. Còn với cái khu vực hông bên trái này thì nó sẽ lõm hơn một chút vào để cho ngón cái của mình có thể bám vào và không hề cảm thấy gọi là bị trơn trượt hay gì cả. Nếu mà cái form này mà nó thẳng tuột ra một chút nhá, mình đảm bảo luôn cái chuột này sẽ không hề đáng 1.7 triệu một chút nào cả. Rồi, và do nó được phủ một cái lớp phủ tương đối là nhám này và nó chỉ có cân nặng là 69g, thế nên là mình cảm giác sờ và di chuột trên bát chuột không hề bị gọi là có lực cản một chút nào hết. Và di cảm giác di rất là thoải mái, dáng cầm cũng rất là ok. Và với cái cỡ như này, với cái dáng cầm như này, với cái dáng chuột như này thì chúng ta có thể cầm chuột với dáng nào? Đầu tiên đó chính là palm grip với những anh em nào tay tầm trung và tay cỡ lớn. Đó, nếu mà anh em có thể thấy ở đây, tầm trung cỡ lớn thì sẽ có vẻ như nó sẽ dài hơn một chút ra đằng này, nhưng mà mình nghĩ rằng vẫn ok. Với claw grip thì ok, cả tay tầm trung và tay cỡ lớn đều có thể dùng được. Còn với fingertip thì ai dạ, fingertip thì hơi khó hơn một chút, tại vì với cái form chuột nó tương đối là lớn như này, fingertip sẽ cảm giác như là hơi thiếu và hơi khó chịu một chút để cầm và cảm giác không bám chuột một cách chắc chắn nhất. Thế nên là mình nghĩ rằng anh em khó mà có thể cầm phần finger grip. Còn nếu mà mình nghĩ rằng là ok, nếu mà anh em tay kích cỡ nhỏ cũng có thể dùng được, nhưng mà mình cảm thấy rằng là nó hơi to quá so với những anh em nào có cỡ tay tầm nhỏ. Rồi, về nút bấm thì sao? Chúng ta cũng có này, hai nút chuột trái phải này, nút cuộn chuột giữa này, hai nút bên hông này và một nút chỉnh DPI ở dưới này. Hai nút chuột trái chuột phải thì sử dụng cái switch quang học của SteelSeries. Và cái switch quang học này thì tạo cảm giác bấm bằng nam châm, thế nên là cái cảm giác bấm vẫn rất là nhạy bén này, rất là cứng cáp này, tiếng cũng tương đối là ổn nhá. Tuy là hành trình bấm nó hơi ngắn so với bình thường, so với mình thích một chút, nhưng mà cũng có thể rất là chấp nhận được. Cái lăn chuột này thì được phủ một lớp cao su để có thể gắn lăn, sờ vào mà không hề cảm thấy khó chịu gì cả. Và các lớp lăn cũng tương đối là rõ ràng, cộng với cả cái lực lăn cũng ok, vừa phải. Và cái nút hông này chính là lý do tại sao mà những chiếc chuột cao cấp, nó lại những chiếc chuột đến từ những hãng cao cấp, nó lại cảm thấy sướng như vậy. Cái nút hông không hề bị lỏng lẻo một chút nào cả, và nếu mà anh em bấm ấy cảm thấy rất là chắc chắn như là cái nút chuột trái chuột phải vậy. Và phía bên dưới này thì là nút chỉnh DPI. Mình nghĩ rằng đây là một lựa chọn rất là phù hợp và cực kỳ là hoàn hảo đến từ SteelSeries. Bởi vì đa số các anh em khi mà chơi game anh em không hề bao giờ chỉnh DPI ngay giữa trận đúng không? Mà sẽ là chỉnh sau trận này, sau khi thoát game này và ở dưới đây để tránh anh em có thể bị bấm nhầm. Rồi, và đã nói về phía dưới, chúng ta tiếp tục về phía dưới đi được không ạ? Và phía bên dưới đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 4 fit PTFE thuần. Và 4 fit PTFE này sẽ có là 2 fit nhỏ ở phía trên này, 1 fit xung quanh mắt đọc này và 1 fit dài ở phía dưới. Và hai cái fit, 4 cái fit này rất rất là mượt mà anh em nhá. Khi mà mình di chuột trên bát chuột, mình không hề cảm thấy bất kỳ một lực cản hay một sự xước xác gì từ những chiếc fit này. Và nằm ở bên giữa đây chúng ta sẽ có một mắt đọc. Với những sản phẩm mà gọi là chuột không dây thì SteelSeries sẽ sử dụng là TrueMove Air. Nhưng với những sản phẩm có dây thì họ sẽ sử dụng những cái mắt đọc cao cấp nhất của họ, đó chính là TrueMove Pro. Và cái mắt đọc này thì sẽ có DPI là 18.000 DPI nhé. Đấy là tối đa, anh có thể tùy chỉnh, tùy muốn thông qua phần mềm của họ. Và chúng ta sẽ có tốc độ tracking là 450 inch trên giây. Và sẽ có cái gọi là độ vẩy nhanh là 50G. Rồi, đó, với những cái thông số đó mình có thể đảm bảo rằng là không ai
không có thể, không thể, rất là khó để có thể là làm cho chiếc chuột này, thế nên là không theo kịp tay của anh em được. Em phải di kiểu cực kỳ là nhanh thì mới có thể là khiến cho chiếc chuột này cảm thấy gọi là dởm đi được. Và với cái mắt đọc như này thì mình nghĩ rằng là anh em nào mà chơi chuyên nghiệp về CSGO, về Valorant đều có thể sử dụng cái chiếc chuột này một cách chuyên nghiệp nhất. Nói với mắt đọc xong rồi đúng không? Thì liệu rằng cổng kết nối thì sao? Đây mình nói trước rằng đây là một chiếc chuột có dây và nó sử dụng dây nối rời ở bên phía này. Và dây nối rời của nó thì dài bao nhiêu? Dây nối rời sẽ dài là 2m. Và dây này thì được bọc dù có màu trắng. Và chất lượng dù này rất là thích, rất là cao cấp. Nó khá là giống với chiếc Cooler Master BM711. Và cái dây này thì mình cảm giác cực kỳ là mượt mà. Và khi mà mình di chuột cắm cái dây này ấy, thì mình không hề cảm thấy có một lực cản nào đến từ dây hết. Và do là chỉ có dây và thì nên là nó sẽ không có một cái cổng, một cái chuẩn kết nối nào khác nữa hết. Không có Bluetooth, không có wireless 2.4GHz, chỉ dây mà thôi. Vậy thì với phần mềm thì sao? Chiếc chuột này có hỗ trợ phần mềm không? Câu trả lời là có nhá. Chiếc chuột này thì hỗ trợ một cái phần mềm, đó chính là phần mềm SteelSeries GG thì phải. Và cái phần mềm đó có sẽ giúp anh em có thể chỉnh DPI này, chỉnh LED RGB này, chỉnh các chức năng của các nút bấm này. Và LED RGB thì chúng ta sẽ có đúng một chỗ thôi, đó chính là ở khu vực cuộn chuột này. Cái khu vực cuộn chuột này thì nó sẽ phát sáng một cái vòng LED RGB xung quanh đây. Và anh có thể tùy chỉnh thông qua những cái màu mà mình mong muốn bằng cách sử dụng phần mềm. Và nếu anh em nhìn thấy cái logo SteelSeries ở đây thì rất tiếc nó sẽ không có RGB. Nó sẽ chỉ là một logo trắng để nằm hòa quyện với cả cái gọi là cái texture neo noir của chiếc chuột này. Rồi, vậy thì với cái mức giá 1.719.000, mình mà nếu mà các bạn muốn gọi là tông suy tông thì có sản phẩm nào khác không? Câu trả lời là có nhá. Sẽ còn có, đó chính là patch chuột TCK Prism của SteelSeries. Dạ vâng, đây cũng là phiên bản Neo Noir anh em nhé. Là cái phiên bản mà skin ốp của trong CSGO ấy. Và cái patch chuột này cũng có mức giá 1.719.000 như vậy. Bây giờ mình cùng mở hộp ra và xem nó như nào nhé. Patch chuột đẹp mà anh. Dạ vâng. Ok, nếu mà với những anh em nào mà chơi những tựa game CSGO hoặc Valorant thì anh em đã đều biết cái chất lượng của patch SteelSeries rồi. Đa số mọi người sẽ thích là QCK là heavy hơn, tại vì đấy là những chiếc patch tương đối là dày và rất là bám so với cả cái bàn của anh em. Nhưng phiên bản QCK Prism cũng là một trong những chiếc patch chuột cực kỳ là cao cấp. Khi mà mình di chuột trên này ấy, mình cảm thấy cực kỳ là mượt mà luôn, như là kiểu mình di trên một lớp vải lụa ấy, và nó sẽ rất là trơn tru. Và một phần là do thứ nhất này, do cái cân nặng và cái fit PTFE của cái chiếc chuột này, nhưng một phần nữa cũng là do cái gọi là chất lượng vải trên này nữa. Nếu mà anh em nhìn thấy cái chất lượng in trên này ấy, thì nó sẽ rất là cao cấp. Cái màu sắc nó rất là gọi là sáng và nổi bật lên và tương đối là giống so với cả trên mạng. Và cái pad này ấy, thì nó sẽ phát sáng tại vì nó là prism mà. Sẽ sử dụng xông qua đầu USB ở đây và phát sáng với những cái giải LED xung quanh này. Vì đây là một kích cỡ XL, thế nên là anh em mình nghĩ rằng em nên đặt thấp hơn cái tiêu chuẩn ánh sáng một chút, tại vì đến cái khu vực này cái sáng sẽ ở đây và đến khu vực này thì sẽ tối sáng hơn so với cả phía bên này. Và một cái điểm hay ho hơn của chiếc pad chuột này hơn với cả những chiếc pad chuột trên Shopee khác, đó chính là có thể sync với cả cái phần mềm ở trên SteelSeries. Và cái phần mềm đó cũng đồng thời là chỉnh chuột mà, thế nên là anh em cứ sử dụng nó nhá. Đây là cái kích cỡ XL đúng không? Thế nên là mình đánh giá rằng nó cũng tương đối là ổn so với cả cái việc chơi game CSGO của mình. Rồi mình nghĩ mình thích hơn cái phiên bản XXL cơ, tức là nó sẽ cao hơn trên này một chút. Và đây là 30cm về chiều dài, về chiều rộng này, và 90cm về chiều dài. Còn nếu mà XXL sẽ là 40cm về chiều rộng cơ, thêm 10cm và sẽ nhiều chỗ hơn để cơ thể mình có thể di lên di xuống này, xấy chuột xấy chuột các kiểu. Và vì do đây là một chiếc patch chuột khá là cao cấp, thế nên là cái chất lượng về cái viền LED này sẽ rất là cao cấp như thế. Nếu mà anh em mua trên Shopee ấy, anh em sẽ có một cái hiện tượng, đó chính là những cái viền này nó sẽ bé hơn so với cái patch chuột, tạo ra một cái hiện tượng là khi mà anh em mở ra nó sẽ bị cong vành lên như này này và rất là khó chịu khi mà di chuột trên đó. Nhưng mà với chiếc patch chuột này thì chất lượng cực kỳ là hoàn hảo luôn. Rồi, nếu mà anh em chưa mua được cái ốp hoặc là mua được cái ốp Neo Noir trên CSGO rồi và muốn bàn phím của mình, muốn cái pad chuột của mình, muốn cái chuột của mình cùng tông với cả cái con ốp đó, thì đây sẽ là sản phẩm rất là phù hợp với anh em. Mỗi sản phẩm này, cả chuột, cả bàn, cả pad chuột, mỗi cái đều là 1.719.000 và mình sẽ để đường link ở dưới mô tả. Rồi, nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe. Và cuối cùng, xin cảm ơn các anh em đã xem video này và hẹn gặp các anh em tại một video sau.